Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Sau thời gian dài chờ đợi lịch phát sóng, thì cuối cùng bộ phim ngôn tình hiện đại Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã chính thức lên sóng vào tháng 9. Phim do Thành Nghị và Trương Dư Hi diễn chính. Thành Nghị có tên thật là Phó Thi Kỳ, sinh năm 1990, tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hí kịch Trung ương. Anh được biết đến nhiều nhất qua vai nam chính Vũ Tư Phượng trong bộ phim Lưu Ly. Các bộ phim nổi bật: Trầm Vụn Hương Phai, Liên Hoa Lâu, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và nhiều tác phẩm khác. Trương Dư Hi sinh năm 1993, là nữ diễn viên, người mẫu trực thuộc công ty giải trí Hoan Thụy Thế Kỷ. Cô được biết đến qua các bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Nàng Công Chúa Tôi Yêu, Uẩn Sắc Quá Nồng, Giữ Quân Ca và nhiều tác phẩm khác. Với bộ phim hiện đại Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, đây là bộ phim hợp tác lần thứ 3 giữa Thành Nghị và Trương Dư Hi. Sau sự hợp tác ở hai bộ phim cổ trang là Lưu Ly và Mộng Tỉnh Trường An. Trong Lưu Ly, Thành Nghị vào vai nam chính, còn Trương Dư Hi vào vai chị gái của nữ chính. Hai người đều có tuyến tình cảm riêng. Sau Lưu Ly, cả hai tiếp tục hợp tác với nhau trong bộ phim cổ trang Mộng Tỉnh Trường An. Lần này mối quan hệ giữa em rể và chị vợ đã lịch kiếp thành người yêu của nhau. Tuy nhiên, bộ phim cũng có khá các cảnh lấy đi nước mắt của người xem của cả nam nữ chính. Tiếp nối độ hot của Thành Nghị và Trương Dư Hi, công ty Hoan Thụy, công ty chủ quản của cặp đôi, cũng chính là nhà sản xuất của bộ phim tiếp theo, đã quyết định nam nữ chính của Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ do Thành Nghị và Trương Dư Hi tiếp tục đảm nhận. Ngoài ra cặp diễn viên phụ cũng rất quen mặt với khán giả. Lý Hân Trạch từng vào vai La Hầu Kế Đô trong siêu phẩm cổ trang Lưu Ly. Trước đó anh cũng xuất hiện trong các bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Tương Dạ, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Nữ Thế Tử và nhiều bộ phim khác. Nữ phụ Diêm Tiếu cũng không phải là gương mặt diễn viên mới, cô từng xuất hiện trong Kết Ái Mối Tình Đầu của Thiên Tuế Đại Nhân, Từng Đóa Bọt Sóng và nhiều bộ phim khác. Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa nhà thực vật học Phó Vân Thâm và bác sĩ Chu Cựu. Thành Nghị vai Phó Vân Thâm, Trương Dư Hi vai Chu Cựu. Nhà thực vật học Phó Vân Thâm và bác sĩ quốc tế Chu Cựu đi vào khu vực kém phát triển để cứu trợ nhân đạo, đồng thời cũng tìm kiếm được loài cây dùng để chế tạo thuốc đặc trị. Phó Vân Thâm về nước để nghiên cứu chế tạo thuốc. Tuy nhiên, thành quả bị người anh em cùng cha khác mẹ Phó Tây Châu cướp đoạt. Bản thân Phó Vân Thâm còn gặp tai nạn và gần như trở thành một người tàn phế. Tuy nhiên với hào quang nam chính anh vẫn giữ được tính mạng. Trong những ngày tháng tăm tối, tuyệt vọng đến vô cùng, Chu Cựu chính là ánh sáng hy vọng của Phó Vân Thâm. Cô đồng hành, sát cánh bên anh. Sau sự việc này đã khiến cho Phó Vân Thâm hiểu ra một điều. Khi gặp phải tình huống nguy hiểm, anh lại không thể để bảo vệ được người con gái mình yêu. Cuối cùng Phó Vân Thâm đã lựa chọn ra đi không lời từ biệt. Sau thời gian cả hai trải qua nhiều thất vọng, rối rắm, Chu Cựu và Phó Vân Thâm lại về bên nhau một lần nữa. Ngày kết hôn đến gần, Chu Cựu lại bất ngờ tìm được manh mối về chân tướng nguyên nhân bố mẹ. Vận mệnh trêu đùa, ân oán của đời trước khiến mối quan hệ của Phó Vân Thâm và Chu Cựu lại lâm vào bế tắc. Bộ phim ngôn tình hiện đại Gió Nam Hiểu Lòng Tôi với sự tham gia của dàn diễn viên Thành Nghị, Trương Dư Hi, Lý Hân Trạch, Diêm Tiếu và nhiều diễn viên khác. Phim chính thức lên sóng trên Youku vào ngày 12 tháng 9. Chiếu các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.